Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Ngày 5 tháng 1 năm 2020 thì chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý vị các bạn, đó là một mẫu sản phẩm nữa là cuốn thư long hóa bằng gỗ hương đỏ của Nam Phi. Qua clip này thì chúng tôi cũng giới thiệu luôn là gỗ hương đỏ của Nam Phi thì khác với gỗ hương đá của Nam Phi. Gỗ hương đỏ của Nam Phi hay còn gọi là gỗ hương ba đúc thì quý vị có thể tra trên Google sẽ biết được thông tin của chất liệu gỗ này như nào. Thì chiếc cuốn thư này chúng tôi làm 100% bằng gỗ hương đỏ của Nam Phi, khác với hương đá Nam Phi. Chúng tôi là đục tay 100%. Ba chữ ở giữa là chúng tôi chạm là chữ Đức Lưu Quang. Ở phía trên chúng tôi chạm là Long Hoa Mai. Ở giữa là hoa hồng. Ba chữ nho Đức Lưu Quang là được đặt trên nền gấm chữ thập. Còn hai phần bên tai và bút kiếm thì chúng tôi chặt gấm hoa chanh. Chúng tôi quay rất sát máy quay vào cho quý vị xem kỹ đây. Chúng tôi đục tay 100%, không can thiệp đục CNC. Bây giờ có nhiều cơ sở là đục CNC thì sẽ làm hại được giá thành, nhưng mà nhìn thì không sắc nét bằng đục tay. Cuốn thư gỗ hương đỏ Nam Phi này mang kích thước là dài 1m97, rộng là 87, là dày 5 phân. Đây là đơn đặt hàng của anh Tuyên ở Thanh Hóa. Trước khi bàn giao là chúng tôi sẽ quay lại video phần mộc cho quý vị xem. Sau đó là chúng tôi sẽ đưa vào hoàn thiện. Và khi hoàn thiện sơn vuông xong thì chúng tôi sẽ thép vàng Đài Loan cho khách hàng. Và khách hàng nào muốn dát vàng thật thì giá thành nó sẽ cao hơn và tỉ mỉ hơn. Đây là chiếc cuốn thư gỗ hương đỏ của Nam Phi, kích thước là dài 1m97, hay còn gọi là cuốn thư long hóa mai gỗ hương đỏ. Đây là kích cỡ phổ thông. Còn quý vị nào muốn làm dài hơn, rộng hơn thì quý vị có thể liên hệ theo hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684 để đặt hàng. Chúng tôi tư vấn hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Quý vị nào có thắc mắc thì hãy để lại comment ở phía dưới video để chúng tôi sẽ trả lời hoàn toàn miễn phí.